Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì Hương My sẽ show cho cả nhà xem một cái sản phẩm của chính nhân viên đang làm việc tại Hương My. Bạn là bạn Trang. Trang thì trước khi mà vào Hương My là môi của bạn chưa từng làm qua, nhưng mà tuy nhiên cả nhà có thể nhìn thấy là cái hiện trạng môi của bạn gặp khá nhiều vấn đề. Đầu tiên là cái vấn đề là khuôn môi của bạn không được nét và hơi bị lệch. Tiếp theo nữa là trên cái bề mặt môi của mình rất là khô. Và ngoài ra thì trên cái nền môi của mình là nó còn bị kiểu thâm bầm nữa, đúng không? Đúng rồi ạ. Thâm bầm. Và sau khi mà bên Hương My tiến hành xử lý môi, bởi vì đối với Hương My thì tiêu chí tất cả các nhân viên đều của mình đều cần phải xinh đẹp. Mà có xinh đẹp rồi thì mới tư vấn được cho các bạn mà, đúng không? Trang ơi, Trang cho chị xin cảm nhận đi. Trước đây có bao giờ ý định làm phun môi không? Không chị ạ. Sau khi vào Hương My làm thì có ý định làm phun môi đúng không? Đúng rồi ạ. Cũng xin bật mí với cả nhà thì Trang cũng đã làm lông mày rồi. Lông mày của Trang là lông mày ombre, nhưng mà hôm nay em muốn sâu kỹ lại cho cả nhà xem cái hiện trạng môi trước và sau khi Trang làm. Cho chị xin cái cảm nhận trong cái quá trình làm được không Trang? Trong quá trình làm thì nó không đau chị ạ. Không đau. Mấy ngày bong? Xong 3 ngày đầu, 3 ngày trong 3 ngày thứ 3 là bắt đầu bong hết rồi. Tự bong ra thì máu môi của mình rất là tự nhiên, nó hồng. Trước đây thì chị không nghĩ là Trang sau một lần mà có thể là được màu như thế này đâu. Bởi vì cái màu cũ của em nó không phải là thâm bình thường mà em bầm rất là nhiều. Và ngoài ra thì thêm một cái nữa mà bây giờ đang thấy, cả nhà đang thấy có sự khác biệt. Đấy là cái phần môi cũ của Trang là rất là khô. Rất là khô. Nhưng mà sau khi mà sử dụng cái công nghệ phun môi Sexy Lip, bổ sung thêm cả collagen và tế bào gốc, thì như mọi người thấy là Trang nói luôn thấy đi, Trang thấy gì? Em thấy môi của em nó không bị căng bóng này, không nhăn. Môi nó căng bóng hơn, nó căng không nhăn hơn, không nhăn, và cái màu của em rất là ưng. Đây là cái hiện trạng môi sau bao nhiêu, sau được 2 tháng chưa Trang nhỉ? Dạ. Làm từ ngày 7 tháng 8. Đúng đây. Rồi. Cái này là Trang làm ngày 7 tháng 8 và ngày hôm nay là ngày 23 tháng 10. 23 tháng 10 cả nhà nhé. Thì sau khoảng hơn 2 tháng thì cái hiện trạng của Trang đã hoàn toàn thay đổi rồi. Và bạn nào đang gặp phải những cái vấn đề như của Trang, ví dụ như chúng ta trang điểm quá nhiều, đánh son quá nhiều, đánh những cái màu son sậm và son lì đấy ạ. Bởi vì những cái bạn mà môi càng thâm thì lại càng hay đánh những cái màu son sậm và son lì. Thì khi mình chúng ta đánh như thế thì cái môi của chúng ta lại càng bị thâm nhiều hơn. Hoặc là da của chúng, môi của chúng ta nhăn nhiều quá. Tất cả những cái phần mà trên bề mặt da môi của mình nó còn đang khô thô sần mà muốn xử lý tốt thì hãy đến với thẩm mỹ viện Hương My để dùng ngay cái dịch vụ siêu phun môi Sexy Lip hiện tại đang có nhé. Và cái chương trình của cái ngày 20 tháng 11 sắp tới rồi sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi. Hy vọng rằng là qua bên thẩm mỹ viện Hương My các bạn sẽ đạt được cái mong muốn của mình, đó là cải thiện được cái nhan sắc và cũng như là loại bỏ được những cái mà chúng ta còn đang rất là không mong muốn, bởi vì là phụ nữ mình lúc nào cũng cần phải đẹp, đúng không? Cảm ơn Trang, cảm ơn cả nhà nhé. Và hy vọng rằng là qua clip ngắn này thì cả nhà có thể tin tưởng được rằng là khi đến với Hương My chắc chắn chúng ta sẽ đẹp. Cười lên một chút xíu thôi Trang.